bác Hải chính thức được nhân duyên chồng họ. Vâng, trước sự chứng kiến của toàn thể các cô ông, các cô bà, cô dì chú nội ngoại gần xa, cùng gia đình quý vị bè bạn năm thanh nữ tú hãy bước chút thời gian nâng góc vì nghĩa bước đi vì tình, hãy trở về với trung tâm phòng hệ lý buôn của gia đình họ nhà máy chúng tôi, gia đình ông bà Đại Dung. Đó là niềm vinh dự của niềm hạnh phúc của đại gia đình họ nhà máy chúng tôi. Một lần nữa xin được đỡ lời gia đình ông bà Đại Dung trân trọng kính chuyển lời mời tới toàn thể các cô của các bà cô dì chú bác nội ngoại quan viên hai họ chúng ta cùng đến với những bàn tiệc trà tiệc nước để gia đình chúng tôi xin được ăn toàn mời nước mời thuốc mời trầu. Vâng, thưa quý vị, lúc này nước trắng thì liền trà và trà thơm mời khách như mời người thân trong nhà đón khách như đón mùa xuân. Biết khách như biết người thân trở về. Hôm nay rất hân hạnh được vinh dự đón nhận những tình cảm của toàn thể các cụ của các bà và theo như quan sát của chúng tôi, ban tổ chức xin được trân trọng kính chào đại lời các toàn thể các quý vị công nghe họ. Và thưa quý vị, như vậy những khai trầu quân lễ, những chuyến xe mang biển số hạnh phúc trên trời tình yêu từ phái đoàn gia đình họ nhà trai cùng tức giải quan tài cùng những khai trầu quân lễ đã có mặt hiện diện trước cổng quân trực cưới của gia đình họ nhà máy chúng ta. Vâng, thưa quý vị, nghi lễ đính hôn đôi bạn trẻ Phương Trang và Quang Khải sẽ được chính thức long trọng diễn ra trong giây lát tại tư gia của gia đình ông bà Đại Dung, vâng, tại thị trấn Việt Lâm, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang. Vậy một lần nữa, ban tổ chức cũng như gia đình họ nhà gái chúng tôi xin một lần nữa được trân trọng kính mời toàn thể quý vị chúng ta cùng đến với bàn tiệc trà tiệc nước để gia đình chúng tôi xin được long trọng mời nước mời thuốc mời trầu. Vâng, thưa quý vị, đúng là anh còn son em cũng còn son, hai ta ước nguyện làm con một nhà và anh về thưa với mẹ cha đồng ý cho ta lấy mình và em về thưa với gia đình đồng ý cho mình lấy ta. Và mỗi hôm nay ngày này đã tốt giờ hạnh phúc đã đến, phái đoàn gia đình họ nhà chàng trai đã hiện diện trước cổng quân trực cưới của gia đình họ nhà chúng ta. Vâng, đầu tiên xin phép được đỡ lời gia đình bà Đại Dung cũng như toàn thể đại gia đình họ nhà chúng tôi xin được trân trọng gửi tới toàn thể các cô các bà cùng toàn thể quý vị trong phái đoàn gia đình họ nhà gái một lời kính chúc sức khỏe, một lời chào trân trọng cũng như một sự đón tiếp nồng nhiệt nhất. Vâng, thưa quý vị, lúc nào mấy khi khách đến tuy nhà pha trà có bốn bảy người xưa và trà này khi nắm người ơi mỗi người mỗi tránh cho gia đình tôi được một lòng. Xin được thay mặt gia đình họ nhà chúng tôi xin kính mời toàn thể các cô có các bà cô dì chú bác cùng phái đoàn hai bên nhà dâu nhà rể chúng ta xin mời chúng ta cùng di chuyển trở về những bàn tiệc thân dự với bạn bè thân tình ân tình để cùng đi lễ hạnh phúc tận tình của đôi bạn trẻ Phương Trang và Quang Khải sẽ được long trọng diễn ra trong đêm nay. Một lần nữa xin kính mời và trân trọng kính mời chú rể trả dắt cô dâu đi vào cùng mình đi à. Rồi ơi. Lúc là yêu nhau thì cũng núi bất ngờ. Mỗi xe cũng đổi. 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 Mỗi xe cũng gia đình nào trong nhà rể chúng tôi cùng ngồi bên nhau, cùng bắt tay nhau, cùng dành cho nhau những mối tình cảm duyên tình để tác hợp cho đôi bạn trẻ như duyên chồng vợ, những cái khai trầu không thể những tình cảm tâm huyết mà bạn trẻ hai bên gia đình nào trong nhà rể chúng ta trao gửi cho nhau và có thể thể hiện cảm hạnh phúc một mối như duyên thể trải đã kết lâu mãi mãi và từ quý vị cũng đẹp tài. Cho 12 ghế của đại biểu chính Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
thừa tới cái gì cái quý cho các bạn đến với sự hiện diện của khách hàng gia đình họ nhà trai với những cây cầu quân vé có mặt tại trước một cưới của gia đình họ nhà gái chúng ta. Vì thế thì chúng tôi được bạn trẻ phương trang và quốc hải sẽ được diễn ra trong giây lát. Và thưa quý vị, xin mời quý vị chúng ta cùng trở về với hàng ghế danh dự của mình. Và sau đây xin được trân trọng kính mời bác trưởng đoàn của gia đình họ nhà trai, bác sẽ có đôi lời phát biểu tuyên bố lý do và hiện diện trong khách đoàn gia đình họ ngày hôm qua đêm nay để tiến hành kính thưa các bạn trẻ trong ngày mới, còn bây giờ xin được trân trọng kính mời ông. Kính thưa quan viên đại học, kính thưa các vị quý vị khách quan đến buổi lễ này, thay mặt cho gia đình nhà trai, tôi xin gửi lời trân trọng đến của toàn thể nhà trai đến nhà gái và xin cảm ơn sự đón tiếp nhiệt tình của gia đình. Hàng lại, và sau đây thành phần tham dự của đại hội ngày hôm nay là bao gồm có là nghiêm là bác của cháu là phó đoàn, đến tiếp theo là bố ông bà Hải Tuyết, bố mẹ thân sinh ra cháu Hải, tiếp đến là bà Oanh là bác của cháu, tiếp theo đến là Mai là bà ngoại của cháu, tiếp đến là bác Được là bác của cháu, và tiếp theo bác Canh là bác của cháu, và tiếp theo là chú Tuấn là chú vợ của cháu, hai chú Hiếu là chú vợ của cháu, và chú vợ cuối hàng là con Tuấn là con vợ của cháu, và đến cháu rể. Vâng, xin quý vị các bạn chào đây các bạn nhé, để chúc mừng sinh nhật của toàn thể các cô có bác bà cùng toàn thể các cô dì chú bác của anh gia đình họ nhà trai đã đến chung vui trong ngày kết thúc của đôi vợ trẻ Phương Trang và Quang Khải trong buổi sáng hôm nay. Và một lần nữa xin được trân trọng cảm ơn và đa dạng cảm ơn tình cảm của toàn thể các cô có bác bà rất nhiều. Vâng, và sau đây xin được trân trọng kính mời bác trưởng đoàn của gia đình họ nhà gái, bác sẽ có một lời phát biểu giới thiệu thành phần đoàn đón tiếp phái đoàn gia đình họ nhà trai chúng ta ngày hôm nay. Xin được trân trọng kính mời bác. Kính thưa các cụ, công bà, các bác, các anh chị trong họ nhà trai, hôm nay đã mang lễ cháu trai tiến hành vào họ nhà trai hôm nay là nên là bây giờ các cô là đại quý và trưởng đoàn, tiếp theo là bác Tuyết và Tuyết là cháu, sau đến là ông bà đại và Dung, sau đến có Hoa. Vâng, một trong hai thân lớn xin được dành tặng tới sự hiện diện của các cụ con bác bà trong các đoàn gia đình họ nhà gái. Còn và sau đây xin được trân trọng kính mời hai lớp tổ đoàn đứng bên phía trước và dành cho nhau một cái bắt tay thật chặt để khởi đầu trong ngày hạnh phúc trong năm của các bạn trẻ Phương Trang và Quốc Khải. Vâng, thưa quý vị, lúc nào nhà dân nhà rể cũng bên xa hai nhà kết nghĩa chất hòa niềm vui, và nhà dân nhà rể hôm nay tình cao hơn núi nghĩa dài hơn sông. Vâng, một lần nữa xin được đa tạ cảm ơn những tình cảm của hai bên gia đình chúng ta, và cảm ơn các cụ của các bà của phái đoàn gia đình họ nhà trai cũng đã có những khay trầu hôn lễ thật trang trọng và lịch sự để ra mắt gia đình họ nhà gái cùng tiến tới hành lễ thôi đưa bạn trẻ Phương Trang và Quang Khải. Vâng, sau đây xin được trân trọng mời bác trưởng đoàn gia đình họ nhà trai, bác sẽ xin được tuyên bố lý do lễ đính hôn của đôi bạn trẻ Phương Trang và Quang Khải trong buổi sáng hôm nay. Lần nữa xin được trân trọng kính mời bác. Kính thưa các cô, kính thưa các ông, kính thưa các bà, các cô dì chú bác, anh em họ nhà gái, hai cháu Hải, cháu Trang qua thời gian quen biết tìm hiểu đã chín muồi và quyết định đi tới hôn nhân, và nhà trai chúng tôi thề theo nguyện vọng gái cháu và được sự cho phép của gia đình nhà gái. Hôm nay gia đình chúng tôi đến có ba lễ và bảy chắc ăn hỏi, mong được gia đình nhà gái các ông các bà các cụ chấp thuận lễ vật của nhà trai mang đến để xem bên trai cháu lên vợ lên chồng, và mong cho các cháu là hạnh phúc
thì xin sau đây tôi xin giới thiệu và nhân sẽ cùng với hội lò nát của cháu là phó đoàn và kính mời bà đại diện cho đoàn nhà gái lên nhận cái tôn dầu và phát lễ. Vâng, một tràng vân tay thân mến để cảm ơn những lời và những học của bác trưởng đoàn gia đình họ nhà trai. Vâng, xin đi từ bác 33 từ từ với cháu nữa ạ. Vâng, xin phép. Vâng, bài thứ thay trồng hôm nay sẽ được di chuyển trở về với những chiếc kệ
để ra mắt tập thể quý vị và quan viên hai họ. Thưa quý vị, chúng là chầu này, chầu nghĩa, chầu tình, chầu mắt, chầu phường, chầu mình, chầu tan, chầu này như tối hút luôn. Hôm nay đặt thể họ hôm nay bán hỏi, đăng ra mời người. Vâng, và với chầu những nghĩa phu thê, mẹ cha khác hợp, tương cha, tổng đề với quốc tài. Vâng, và buổi đề nghệ tính hương của tôi đặt trẻ tương cha và quốc tài sẽ được anh được quan trọng diễn ra. Một lần nữa xin được kính mời về quý vị và các quý anh họ chúng ta cùng đứng mắt về phía lễ đài, cùng trở về với những tình cảm yêu thương trong giày trong vòng chảy hạnh phúc của đôi bạn trẻ cũng như đại gia đình của hai đôi nhà thơ nhà rể của tôi hôm nay. Vâng, thưa quý vị, lúc là còn gì để trên đời hơn thế hạnh phúc đào mạng khi người với người sống về yêu nhau. Tôi bạn trẻ tôi cha và bác hải họ đã đến với nhau trong ngày hạnh phúc lứa đôi, trong sự vui vẻ, trong sự tất cả tác hợp của hai bên gia đình, để cho một chính thức, một mái ấm gia đình, một đứa đôi hạnh phúc sẽ được tôn nhân kết trái. Vâng, một lần nữa xin được cảm tạ cảm ơn những tình cảm của tập thể các cụ có các bà cô dì chú bác rồi còn con viên hai họ rất nhiều. Một lần nữa xin được cảm tạ và trân trọng cảm ơn. Và sau đây đã được phép của đại gia đình họ Mười của chúng tôi đã tiếp nhận những thanh lễ thật là lịch sự và trang trọng của gia đình họ nhà trai mang đến. Và sau đây xin phép được các thầy giáo sẽ cùng dâng lễ lên tâm thờ gia tiên để bái nhất tổ đường kính báo với cả tổ tiên rằng hôm nay thứ thể quốc thải sẽ xin phép được làm thể của gia đình họ nhà chúng ta. Và cô dâu phương trang sẽ chính thức trở về gia đình nhà chồng trong một ngày gần đây, một ngày đẹp nhất, một ngày hạnh phúc nhất của đức bạn trẻ. Vâng, nữa xin được chân trọng cảm ơn. Vâng, quý vị và thân nhất của đoàn 26 thắp hương tổ tiên để làm lễ gia tiên, xin một lần nữa được chân trọng kính mời toàn thể các cụ và các bà cùng toàn thể các vị anh họ chúng ta ngồi xin hàng gần nhau để cho hơi ấm tình người về an toàn. Và xin lắng vì chúng ta cùng xây mắt, xây mốc, xây cầu và nói những câu chuyện ân tình, những lời chúc tốt đẹp để chúc phúc cho đôi luôn hạnh phúc trăm năm. Một lần nữa xin được kính mời và chân trọng kính mời. Rồi.
đường mà đúng rồi, trên trên vỉa hè ấy là tôi trên vỉa hè à, trên vỉa hè ngồi nghe này đấy, nghe đây rất nhiều.